Và kính thưa quý vị, một bản tin đến từ New York. Theo tạp chí Billboard, ban nhạc The Rolling Stones đã lên kế hoạch cho series 4 buổi hòa nhạc tại New York và London vào tháng 10 tới đây. 4 thành viên của nhóm sắp tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm thành lập nhóm bằng 2 buổi biểu diễn tại nhà hát O2 Arena London và 2 buổi diễn tại nhà thi đấu Barclays Center Brooklyn, Anh Quốc. Một bộ phim tài liệu mới về ban nhạc được công bố hồi tháng này tại Los Angeles. Bộ phim có tựa đề là Crossfire Hurricane, được đạo diễn bởi Brett Morgan. Nó hứa hẹn là sẽ mang đến cho người hâm mộ ban nhạc những đoạn phim và những hiểu biết mới về ban nhạc. Bộ phim sẽ được công chiếu ở các rạp chiếu phim ở Anh trước khi được phát sóng trên BBC và sau đó là HBO tại Hoa Kỳ. The Rolling Stones thực hiện chuyến lưu diễn gần đây nhất là trong những năm từ 2005 đến 2007, với chương trình Bigger Bang đạt doanh thu hàng đầu. Ban nhạc được thành lập tại London vào năm 1962 và là một trong những ban nhạc rock hoạt động lâu dài nhất trên thế giới. Họ đã bán được ước tính khoảng 200 triệu bản thu âm trên toàn thế giới.